địa chỉ nhà Tàu, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 cho anh Thuận đi tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiếu phim này Thuận đã đánh ra và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sáng Bảy, đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần một góc của tiệm phim này mà không bị tiền nhập vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng phim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận cắt, ghép, chỉnh sửa, lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các